sau khi em hướng dẫn theo tay một cái bông một cái nụ và mấy chiếc lá rồi thì bây giờ em sẽ hướng dẫn chị em mình thêu trên máy đầu đen nhưng trước khi thêu trên máy đầu đen thì mình vẽ thêm nha mấy chị mình vẽ thêm một cái bông nhỏ em vẽ kế bên cái bông lúc nãy ha để khi mà thêu thì chị em mình so sánh được là thiêu tay nó như thế nào kết quả nó như thế nào rồi thiêu máy ha kết quả của thiêu máy với thiêu tay nó lệch nhau như thế nào tốc độ nó như thế nào thì chị em mình sẽ lựa chọn để mình áp dụng cho riêng mình chị em nào có máy tự động thì mình thiêu máy tự động mình có máy công nghiệp mình thiêu máy công nghiệp còn mình có máy đầu đen thì mình cứ áp dụng cái gì mình có còn nếu không thì mình thiêu tay ha em thì em thích mặc đồ thiêu tay nhưng mà có điều là thiêu tay á mấy chị thì nó hơi bị chậm một chút nó đẹp nhưng mà thiêu lâu em vẽ một cái bông với vài chiếc lá ha chị em nhớ là mình đi theo những cái cành những cái cành nó lượng nó hơi cong một chút nó mới đẹp nha Khi mà chị em muốn thiêu những cái bông lớn hơn thì em sẽ có mẫu Rồi em hướng dẫn chị em mình can mẫu Rồi em hướng dẫn mình cái cách để mình copy ha Copy mẫu thiêu từ những cái hình chỗ khác hoặc là những cái bông hoa hay là con thú gì trên vải chị em mình thích thì chị em mình copy qua vẫn được Bây giờ mình sử dụng máy đầu đen bình thường ha Cái máy mình vẫn đang đạp chân bình thường rồi nếu mà thiêu máy thì chị em mình chuẩn bị giấy dựng nha mấy chị. Cái loại giấy này là chuyên để lót thiêu. Khi mà mình thiêu bông á thì mình lót cái giấy này á thì chị em mình thiêu nó không có bị nhăn vải. Khi mình thiêu xong rồi thì cái phần còn thừa thì mình xé bỏ. Cái giấy còn thừa mình xé bỏ xong chị em mình ủi lại thì nó thẳng à. Nó không có bị nhăn. Tại vì vải của mình nó mỏng rồi nó có độ giãn nữa em hướng dẫn thiêu này thì từ từ em sẽ hướng dẫn chị em mình thiêu trên đồ bộ rồi trên áo sơ mi trên áo kiểu rồi mỗi một cái mẫu ví dụ như mình thiêu trên áo kiểu thì mình nên chọn mẫu nào mình thiêu trên sơ mi thì mình nên chọn mẫu nào rồi cái cách thiêu em hướng dẫn từng chi tiết nha vải thun đồ bộ thun chị em thiêu vẫn được có điều cái cách mình xử lý là nó quan trọng mình xử lý làm sao cho đừng có sạt đừng có giãn vải mình thôi bây giờ là mình theo cái nụ trước nha mấy chị ở cái video trước nữa đó thì em em có hướng dẫn cái đoạn này nhưng mà em nói nhầm tại vì cái nụ nó nhỏ thì em tập trung em em theo cho nên em nói nhầm nó là cái nhụy <laughs> thực ra là mình đang theo cái nụ thì cái cách thiêu cái nụ nó giống y như thiêu tay chị em mình cứ cho một mũi từ trên rồi mình cho một mũi xuống dưới cứ một mũi lên một mũi xuống mình cho các cái mũi kim nó khích với nhau nếu chị em mình muốn thiêu cho cái nụ của mình nó tròn nó đầy hơn thì chị em mình thiêu hai lớp mình đi ngang một lớp rồi mình trở lại một lớp nữa thì nó sẽ dung cái nụ mình lên còn nếu mà mình muốn nó mỏng thì mình thiêu một lớp thôi. Rồi sau khi mình thiêu rồi thì mình mình chạy một đường nhuyễn thật là dày thì mình lại mối chỉ nó sẽ không có bị bung. Bây giờ mình bắt đầu qua mình thiêu cái bông. Thì thiêu cái bông chị em mình thiêu y như thiêu tay ha. Có điều mình sử dụng máy thôi. Một mũi kim ở bên ngoài, một mũi kim ở bên trong. Mình cứ lắc thôi à. Nhưng mà trước khi mình lắc tay mình muốn đẹp thì chị em mình sẽ dặm một đường xung quanh y như cái đường vẽ của mình. Giống như mình vẽ lại bằng kim bằng chỉ đó mấy chị, mình vẽ lại ha. Nó có cái đường mà mình cái đường mình vẽ nè, cái đường mình đang dặm đó để làm cái gì? Thì chị em mình phải dặm cái đường này là bắt buộc nha. Chị em mình dặm cái đường này vừa là để mình giống như mình tô thêm cái đường vẽ của mình cho nó đậm. Thứ hai á, là chị em mình có cái đường viền đó đó thì chị em mình theo á, cái mũi kim của mình khi mình lắc lên trên. Rồi mình lắc tới ở chính giữa cái bông đó. Một mũi trong, một mũi ngoài đó mà nó có cái đường dặm viền như vậy á thì chị em mình theo cánh bông mình nó không có bị lòi sòi lọt sọt. Tại vì cái đường viền của mình nó vẫn Khi chị em mình lách cái mũi kim tới đó Thì nó nằm im ngay đó Nó không có bị gịch vô Nếu như mà vải mỏng quá Chị em mình thiêu mà không có chạy cái đường dặm xung quanh đó đó Thì nó sẽ gịch vô Chỉ mà nó vướng cái nó gịch Cái mũi kim mình nó bị so le Còn mình có một cái đường chặn ngay đó rồi Thì mình vừa lách tới đường chặn đó Thì nó đều Rồi cái cách mình thiêu cái cánh Thì cũng y như mình thiêu tay Chỉ có cái là mình sử dụng máy đây ha rồi chị em á, bắt từ bên bìa mình lắc qua Cho nó đầy qua một cái cánh luôn Không cần phải làm ở giữa ra nha Cái này thì em cố tình em làm thật là chậm Để chị em mình nhìn mũi kim cho rõ Còn cái cách mà cầm bằng căn để di chuyển cái bằng căn Thì em có hướng dẫn rồi Tuy nhiên chị em mà có cái cách nào cầm nó tiện hơn Thì chị em mình cứ cầm theo cái cách của mình Tại vì á, mỗi người mỗi cơ địa khác nhau, rồi mình à, sử dụng máy, á, cái thao tác mình nó khác nhau, cho nên mình làm sao, mình ngồi góc nào, mình lắc kiểu nào mà nó phù hợp với mình thì mình cứ áp dụng <laughs> đứt chỉ rồi. Chị em thấy em hay vặn cái chỗ chỉnh chỉ đó là tại vì cái máy em cũ quá mấy chị, mình thiêu một chút á nó gịch gịch một chút á nó làm cho cái chỉ mình nó bị lỏng thêm thành ra một chút các em hay có vặn lại một xíu rồi tiếp tục cái câu chuyện em đang nói ha thì cái thao tác á, thì chung là nó như vậy nhưng mà chị em mình cứ làm theo cái thói quen của mình có nhiều chị em chỉ cần lắc một tay một tay thì cứ kềm cái bánh xe phụ nó xoay từng mũi cũng có có khi phụ khi nó đi quá trớn chị em mình dịnh nó lại cái đó là tùy ý chị em nha còn em thì em thích thiêu là hai tay mình đều cầm bằng căng còn cái tốc độ nhanh hay chậm là do cái chân mình đạp chị em mình theo bằng motor thì chị em mình cũng y như vậy nếu chị em mình theo motor chị em mình cũng điều khiển motor cho nó chậm hay nó nhanh theo ý của mình còn cái cách thiêu thì giống y thiêu tay à mấy chị cứ cho một mũi vô trong một mũi ra ngoài mũi này chồng khích mũi kia nếu mình muốn thiêu cái bông mình nó nổi nó gồ lên thì mình thiêu hai hai lớp cái tốc độ em tạm thật là chậm để chị em mình nhìn thấy quan trọng là mình hiểu mình hiểu được cái cách mình lắc như thế nào để mà có một cái bông đẹp có nhiều chị nói là mình phải cầm cái tay hướng này mới đúng mình phải cầm cái sợi chỉ độn hướng kia mới phải thì cái đó là phải so với chị còn thí dụ như là có nhiều người cái tay người ta móng tay người ta để dài người ta lại không có muốn cắt thì người ta cầm cái sợi chỉ người ta né cũng không sao nha cho nên là em cứ chỉ cái công thức cơ bản rồi tùy chị em mỗi một chị em sẽ cái thao tác sẽ khác cho một chút nhưng mà cuối cùng cái kết quả đẹp là được chị em lắc bằng một tay cũng được bằng hai ngón cũng được bằng chân cũng được nhưng mà làm sao đẹp thì thôi có nhiều người cắt tay trái vẫn đẹp mai cực kỳ khéo luôn có nhiều bạn còn không có đủ các cái ngón tay thì các bạn sẽ dùng cái cùm tay của mình em có hướng dẫn rất là nhiều chị em khuyết tật cho nên là em rất là tôn trọng mà em rất là nể phục các chị em có nhiều bạn bị bại liệt nhưng mà bạn mai vẫn đẹp bạn mai thậm chí còn đẹp hơn mình nữa Thành ra là mình tôn trọng hết tất cả mọi người Ông trời cho người này có cái này Thì mất cái kia Chứ không ai hoàn hảo hết Cho nên nhiều khi mình tay chân lành lặng Mà mình chưa chắc mình làm mà đẹp bằng cái người khuyết tật nữa Bây giờ mình thiêu lá nha mấy chị Mình vẫn sở chỉ y như là mình thiêu bông vậy thôi. Có điều cái lá thì chị em mình thiêu cái đường cái đường kim nó xéo chứ nó không có nằm ngang nha, nằm ngang cái lá nó không có đẹp bằng cái lá nằm xéo, xéo thì cái gốc nó nhọn ở dưới cái nụ thì chị em mình theo một mũi qua một mũi lại để nó ôm ở dưới cái chân của cái nụ rồi chị em mình cứ dặm một đường theo cái đường cành mình vẽ đó. Trên đường đi thì chị em mình gặp chiếc lá nào thì dừng lại theo chiếc lá đó. Rồi một chút nữa cái mình dặm thêm một đường hoặc hai đường để cho cái cành mình nó thẳng, nó thẳng tức là nó cong đúng chiều nhưng mà nó mượt á chứ không phải thẳng là thẳng băng nha. Rồi chị em mình cứ dặm một đường xung quanh chiếc lá. Có thể chị em mình dặm thêm cho nó kín chiếc lá đó luôn cũng được. Nếu chị em mình dặm kín luôn thì chiếc lá mình sau khi thiêu lên thì nhìn thấy nó đầy hơn, nó thẳng hơn. Rồi bây giờ mình bắt đầu lắc nè, một mũi đi lên, một mũi đi xuống nhưng mà mình lắc xéo. Xéo theo cái canh lá của mình ha. Chị em lắc ngang thì cái lá mình nó có cái hình bầu dục. Còn nếu mình lắc xéo thì nó có cái cái đầu nó lá nó nhọn á. Cái này cái lá nhỏ nhí cơ bản nhất. Tiếp theo thì em sẽ hướng dẫn cho em mình thiêu lá. Thí dụ như lá bông hồng nè, rồi thiêu bông hồng nè, cái bông hồng nó khó thiêu hơn một tí. Cái lá chị em mình thiêu tay làm sao thì chị em mình lên máy lắc cái chiều cũng đúng vậy luôn nha. Rồi mình cứ dậm xuống tiếp tục rồi mình lại thiêu mấy cái lá còn lại em sẽ thay cái cái chỗ chỉnh chỉ siết chỉ của em mới được để nó cứ nó cứ bung bông hoài. Hôm đó em có thai, có thay một lần rồi, nhưng mà tại vì cái máy của mình nó mất một cái que ở bên trong, một cái thanh nhỏ bên trong để em kêu một phút nó thay lại mới được để nó cứ vướng vướng hoài rồi các cái lá thì mình theo giống nhau hả mấy chị thực ra cái này mà mình quen tay rồi á em không phải là hướng dẫn thì em lên em theo cho khách rất là nhanh đó mấy chị cái này thì chị em mình thiêu cái bông nhỏ như vậy với một cái cành nó cong và chiếc lá một cái nụ nhỏ thôi thì chị em mình cứ điểm lên cái áo kiểu công sở của mình á nó ngẫu nhiên thôi trên vai của mình rồi đi xuống đô áo của mình á rồi thiêu ngay băng tay chứ không phải là mình thiêu hết áo mình thiêu những cái chỗ mà cần trang trí thôi nó dễ thương lắm mấy chị nếu mà chị nào mà thích sự nhã nhặn thì mình thiêu cùng màu luôn hoặc là 90 cái màu nó lệch 90 với cái áo còn nếu chị em nào thích sáng thích tươi một chút thì mình theo màu khác cho nó nổi ví dụ như áo trắng mà mình theo cái màu đỏ lên cũng rất là dễ thương nè chị em mình theo áo cho em bé may đầm hoặc may mấy cái áo đô rời dúng dúng cho em bé chị em mình theo lên dễ thương lắm Rồi còn những cái phần còn lại thì mình thấy yêu như, y như vậy luôn, không có khác gì hết. Chị em mình thích phối màu nhiều thì cứ phối ha.